các bạn đã quay trở lại với phần review của tin học ngôi sao. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cấu hình AMD giá rẻ trong tầm chưa tới 8 triệu đồng. Sử dụng chip AMD Ryzen có card đồ họa tích hợp luôn. Dòng PC này sẽ phù hợp cho các bạn vừa học tập, vừa làm việc, vừa chơi game nhẹ được luôn nha. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video sau nha. CPU có card đồ họa tích hợp khá là mạnh. Thì đây, bên cạnh mình là một chiếc máy mà do bên mình đã build sẵn rồi. Mặc dù không cần sử dụng card đồ họa rời, nhưng chiếc Thay VSP-K30 màu trắng này làm cho chúng ta cảm thấy rất là vừa vặn cho nội thất bên trong. Kết hợp với đó là đèn LED RGB của dàn fan cây trông rất là bắt mắt và toát lên vẻ sang trọng, phù hợp cho các bạn nữ ưa thích sự trẻ trung, chuyên nghiệp và năng động. Đi sâu hơn vào bên trong cây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nội thất của chiếc PC bên trong bao gồm những gì nha. Như đầu video mình có nói, đây là dòng PC AMD giá rẻ, sử dụng card đồ họa tích hợp luôn. Đó là dòng AMD Ryzen 3 4350G. Ryzen 3 4350G hỗ trợ socket ARM4, được sản xuất trên tiến trình 7 nanomet với 4x8 luồng và xung nhịp lên tới 4 GHz. Hỗ trợ card onboard Vega 6 cho chúng ta có thể xuất hình mà không cần thông qua card đồ họa. Và Vega 6 của AMD thì cũng khá là ổn áp khi chúng ta sử dụng để chơi các tựa game nhẹ ở loud setting như CSGO, Valorant, Liên Minh v.v. Để sử dụng CPU này kết hợp với một bộ men B450M của Asus, RAM mình sử dụng ở đây là RAM DDR4 8GB Arata XPG Spectrix D50 RGB, hỗ trợ đồng bộ LED RGB trông rất là bắt mắt luôn. Ngoài ra thì ổ cứng của mình sử dụng ở đây là một chiếc SSD 256GB M2 để chạy Windows. Còn nếu các bạn muốn có thêm dung lượng mà lại tiết kiệm thì có thể nâng cấp thêm HDD vào dàn PC này nha. Và tiếp theo đây mình sẽ có một số bài test thực tế về hiệu năng render cũng như là chiến thử một số game xem là cái dòng PC AMD này sẽ làm được những gì nha. AMD khởi động chương trình vòng quay may mắn, quay là chúng ngay với tổng giá trị giải thưởng lên đến 600 triệu đồng. Các bạn xem thêm ở link mình để phía dưới phần mô tả nhé. Và sau khi test xong thì theo cá nhân mình cảm thấy ấy, đây là một dòng PC AMD nằm trong phân khúc giá rẻ, hỗ trợ chip 4x8 luồng có card đồ họa tích hợp. Rất thích hợp cho các bạn làm những công việc văn phòng, cần thì có thể giải trí, nghe nhạc, xem phim, dựng video nhẹ và chỉnh ảnh vẫn được luôn nha. Còn về các bạn cảm thấy như thế nào về dòng PC AMD này? Có thể tham khảo video phía dưới và để lại bình luận. Nếu thích thì hãy like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh Tin Học Ngôi Sao. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.